Ăn gì khó có quan lo, tập 15. Không biết là bà có thích ăn một cái món gì kiểu như tiếc tiền không mua cho bạn. Bà ăn mì gói xào hoài bà cũng làm gì cái khẩu vị bà nó quen rồi. Nên tụi con đừng có giúp bà miếng ăn. Chú đó chú đợi bà để ngày mai mùng 1 chú chở bà đi về. Về đâu ạ? Về con về cháu à. Mấy chục hộp kia giờ có bán được đâu. Ai bị uống rượu một dịch lộn thì tội. Cái đó là bà lãnh đi. Nhưng mà nếu mà bà không luộc dịch lộn là gia đình là đối. Bà nói thật lòng. Hồi đó bà bị dướng rồi. Dễ là mới vừa 49 ngày. Con gái bà với bà chuẩn bị đi về quê. Tự nhiên em bị không. Em để cái này nè. Thì trong cái máy gia đình vậy con nhìn đau khổ không? Bà quên rồi đó. Để bà tìm lại cái sự mạnh mẽ. Nhắc lên ngày đó là bà. Nên bà thương cháu bà làm tất cả bà con. Dầm mưa dài nặng. Không có một ngày bà ngửi luôn. Nhiều lúc á. Một mình bà rê ra hộp. Dạy về nửa rau, đi làm cụ gì đó. Nhưng mà suy nghĩ, mình nghĩ một ngày mình bắt lời một chục hộp để bán luôn. Tối là bà ngủ dưới cầu này luôn hả? Ừ. Bà không lạnh hả? Bà quen rồi. Tại vì bà nói để cho quen cái miệng để cho các cháu bà nó yên tâm. Chứ con nghĩ vậy. Mưa gió thì làm sao không tránh khỏi ướt át. Ai có nghèo bà cho. Đây con hỏi chú này coi. Đẩy xe đi bộ lùng đùng hết xăng rồi hả? Ừ, bà cho thì. Cháu bà thích ăn cái gì? Biết nó đâu. Nó ăn rau muống luộc. Dằm cái hộp vịt vô. Là nó thích ăn nhất á. Bà có mấy người cháu? Hai đứa. Dạ. Một đứa, ba nó mất lúc nó còn trong bụng. Con chị phải giữ con em cho mẹ đi làm một mẹ già mà. Tới đây đợi con xíu cho con đi mua chôm chơ với bánh không, chai. Không, bà yêu cầu quá đừng có mua. Tiền bạc tụi con đừng bao giờ cho bà. Tại vì sao? Tụi con cũng giống như cháu mà. Thương bà nhiều quá, chia sẻ với bà. Nhưng bà không nhận. Còn nhiêu trứng con lấy hết con nha. Anh lấy hết về ai ăn? Gia đình nhiều lắm. Cái này con trả 600.000 còn đưa chú đi nhận lấy con đi về rồi chú mới đưa. Giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ ơi.